ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah, anh em thấy hôm nay mình chào lạ không anh em? Đó chính là mình chào anh em, mình quay cái lưng về phía anh em. Tại vì cái này nó không cho mình quay cái mặt lại. Trời ơi, khó chịu thiệt chứ. Thôi, nhìn tạm mặt anh được rồi, đẹp trai hơn nè. Đó, thôi, cái mặt anh mình đẹp trai đây, mặt mình đẹp trai đâu. Thôi, khỏi đi. Đó, thì hôm nay xin giới thiệu anh em, bọn mình là biệt đội siêu nhân. Đó, thì mình là siêu nhân xanh dương, Kairon là siêu nhân đỏ, Timmy đồ là siêu nhân hồng, còn anh Vịt là siêu nhân vàng đó. Sai rồi. Hôm nay, hả? Timmy là siêu nhân heo. Timmy là siêu nhân heo. Ok ok. Tôi không lấy sợ. Ok, thì hôm nay thì bốn siêu nhân bọn mình, đó chính là hai siêu nhân nam và hai siêu nhân nữ, sẽ đấu với nhau để xem coi ai là người sẽ giành được nhiều sao nhất nha anh em. Đó, cái này chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mấy ngôi sao bên dưới kìa. Hai siêu nhân nam với hai siêu nhân nữ hả? Dịch là nữ đó. Ủa, dịch là siêu nhân vàng là nữ mà. Vô hả, siêu nhân vàng, tôi siêu nhân gào nam nha. Thôi kệ, bỏ, ok rồi, chuẩn bị nha. Mở cửa ra, khoan từ bay nha, đếm 1, 2, 3 mới được bay nha, không được bay trước nha. Mở cửa nè. Mở cửa ra. Cứu lừa. Đã nói là từ từ mới bay mà, mấy ông này bay sớm nha. Ok. Cuộc sống mà. Anh Timmy đủ năng giỏi quá anh ơi. Năng một lần hết luôn. Timmy đủ năng một lần năng hết luôn. Timmy đủ cái bộ kinh nha. Ghê nha. Gì một lần mà sao hết luôn. Sai rồi. Dù Timmy heo vô chứ mà sai rồi. Thôi Timmy đủ heo nè, nó ăn ghê. Trời ơi, tôi còn tính là bài đấy, trời ơi ai đâu. Dịch chính là bài. Ok. Ăn nè, trời ơi, siêu nhân xanh đang đuổi xe đằng sau siêu nhân đỏ không có chạy thoát đâu. Ôi trời ơi, anh chơi vào lava cái anh bay em từ đâu ơi. Tôi sống á. Vậy tính ra là dịch bay từ đầu rồi, coi như là dịch không có gì ta. Dịch phải ăn lại những ngôi sao còn dư, còn không là không còn ngôi sao là luôn. Trời ơi, tội nghiệp dịch rồi, ăn ngôi sao còn dư. Trời ơi. Mỗi cánh cửa còn dư một ngôi sao. Mày đuổi theo hả? Ok, không sao đâu anh, bọn em chừa nó. Ôi. Tôi sống. Đây. Ôi, tính ra là Kairon ăn được 90 Kairon thì tập Kairon trận này Kairon là nhiều nhất nè. Trời ơi, Kairon ghê nha. Mà hoàn không có ăn vàng nó cay à. Đây, mình đây. Ây da, ăn vàng gì đâu trời, người ta. Nguyễn được hành 18 ngôi sao này mới biện. 18 ngôi sao luôn hả? Ghê vậy. À, quá. Ai thua là bị hình phạt không ta? Ừ, giờ tới sợ. Không chơi. Người ta chơi kèo người ta bắt từ trước, ai chơi bây giờ trời. Đúng rồi, xuống đúng kèo rồi, bắt đầu bây giờ mới đầu biết kèo rồi. Vậy giờ chơi, nếu mà tí nữa trận sau nếu mà thua tính gì đây. Ui. Ấy ai. Cao quá. Ủa, cái đó là xe kiểu gì đang đâm mà cao động ơi. Hả? Vịt nhìn đường đi, đường nào mà có ngôi sao thì vịt bay theo. Trời ơi, cái này là nó khó, nó rối lắm. Trời ơi, nướp như vịt sao mà thấy được. Đúng rồi, miễn sao mà anh ăn được sao rồi. Ê, ủa sao hai bên bay ngược chiều. Ủa, sao bay ngược chiều vậy cái? No! Tôi tìm mấy đâu? Tôi tìm mấy đâu? Nó tìm 175 ngôi sao. À, cho mày lắm đi. Anh lắm đi. Tìm mấy đâu nó chơi. Tìm mấy đâu nó chơi chiêu. Nó chơi chiêu. Cũng vậy mà. Ok, trận hồi nãy là coi như là Timmy đồ hắn hay không sao không sao. Bây giờ là trận này nè, là chơi á, là ai thua là phải hung ngựa mặt ngu, dám chơi không? Cái gì? Hung chơi ngựa mặt ngu hả? Chơi thì chơi, sợ gì nhìn là biết. Nó ngựa mặt ngu đẹp trai lắm đó ba, trời ơi. Trời ơi, tao đã kêu là ngựa mặt ngu, nó nói cái mặt nó ngu còn kêu đẹp trai. Timmy đồ nó bị gì vậy? Nãy giờ có người đang trốn tránh sự thật kìa mọi người. Ok, thôi đây. Ấy. Chuẩn bị nè. Chạy ơi. Không ai sẽ thắng được đâu, trận này là dịch phải thua nha, dịch phải thua để dịch hung ngựa mặt ngu, không bây giờ để cho dịch thắng đâu. Anh em bây giờ ai về nhất về nhì gì cũng được để cho anh dịch hung ngựa mặt ngu. Dễ quá. Đó, mình giờ mình cứ anh dịch anh bay trước mình kìa. Bay trước. Sao hết vậy? Không được đâu dịch ơi. Ôi dịch. Không đi đâu Phong ơi. Dịch chính ra. Cứu da, Ây da, trời ơi, dịch ăn sao ghê hả? Dịch như em sao rồi? Ôi dịch mới 31 sao, dịch làm gì ghê dịch em 37. Tôi không có muốn hung ngựa mặt ngu đâu nha mấy ba. Trời ơi, không sao, mình đã nói là trận này là dịch phải là người hung ngựa mặt ngu mới đúng. Chết rồi, mình đang cuối rồi mấy bạn ơi. Tôi mới là người cuối nè. Dịch đi đâu rồi, dịch đi đâu rồi, trời có chân. Mấy trời mình phục thù rồi. Tại mình phục thù rồi mấy em. Phục thù nhưng mà phục thù không được đâu dịch ơi, còn lâu.
ơi ơi. Ê, cố lên, cố lên, cố lên. Nó bay như một loại diều hâu tung cánh. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Dễ vậy thắng được em vậy ơi. Ây da. Rồi rồi rồi. À, phóng lên rồi, phóng lên rồi. Ai 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 kẹt lên một cái. Đập đầu tin đi tới. Qua đây tin đi tới. Gì vậy, gì vậy, gì thắng thắng ở đâu vậy tới. Ôi, chẳng lẽ ba game không được game nào thắng vậy. Chứ cái quái. Không, nhưng mà mấy 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 trận hồi nãy là mình không có kèo, còn trận này mới có kèo nè, là ai thua là phải hung ngựa mặt ngu. Ai tình như tôi tình hình là tôi thấy tôi thua rồi, tôi không thích hung ngựa mặt ngu đâu. Tôi mà, ủa tôi là đội xanh xanh lá nè. Không, tôi là đội xanh lá mà. Không sao, ai ít sao hơn mới là người hung ngựa mặt ngu mà. Chứ không phải là ai đi cuối là hung ngựa mặt ngu đâu. Ủa sao em với Dịch đi check đường vậy? Ôi trời ơi, đừng vô đây. Đưa đây đi. Đưa làm về đích chị. Ôi, tim đi đủ lại chị chiêu. Như tim đi đâu? Không, chưa về đích mà. Hết bơ, hết to, hết pháo rồi. Ủa, đưa về đích chỗ nào đi. Ủa, giờ sao đây? Giờ sao đây? Mình không biết đích đâu luôn. Đường vào tim em ơi, bắn da. Em về đích trước nha. Quê. Ủa, đưa về đích chỗ nào đây? Trang, thằng Phong á. Ủa, đâu? Mình đi hết con má mà mình mới vô nha. Đó là ai là người đứng cuối đây để xem nè. Ôi quá cay không ngựa mặt ngu các bạn ơi. Cay đòn. Cay đòn 76 điểm. Ok, cay đòn sẽ là người phải hung ngựa mặt ngu. Ok, vậy là mày đặt kèo rồi. Bắt đầu cho cay đòn hung ngựa mặt ngu thôi nào anh em ơi. Ok, ok, bây giờ chúng ta đang bắt đầu đi về làng nè anh em ơi. Thì cay đòn đã thua rồi, cay đòn sẽ phải hung ngựa mặt ngu. Trời ơi, này thì chơi game dở. À, ủa đúng rồi, ông có thấy mặt của con ngựa mặt ngu chưa? Trời, hình như là chưa giờ. À, có, trời, tôi thấy trong video của mọi người quá trời luôn á. Nghe đó. Nó xấu lắm không? Ui kìa, nó đứng trước nhà cay luôn kìa. Hình như đang tính ăn trộm cái gì trong nhà cay sao bây giờ đến hung nó đây. Trời, nó kìa. Trời ơi, sao cái thằng này nó thủ sẵn luôn vậy trời. Thôi, không hung đâu, không hung đâu, thiệt tình luôn á. Chơi được kìa. Ê, bậy nha, bạn chơi thua mà bạn không hung là sao. Ngựa mặt ngu nhìn cũng dễ thương mà, hung nó đi. Thôi giờ tôi không hôn đâu, trời ghê thử thách gì kỳ quá. Rồi thôi được rồi, ok bây giờ ông không muốn hôn con ngựa mặt ngu đúng không? Đúng rồi, giờ không có hôn nữa đâu. Ok được rồi, thôi tôi có trò mới cho ông hôn thôi, có trò mới được không? Được, thử thách gì cũng được. Thử thách gì cũng được. Nè qua đây, qua đây tôi. Là không có hôn. Qua đây, ông thấy cái nồi này không? Cái nồi này. Đây chính là cái này là cái nồi súp của bà chứ còn gì nữa. Đây chính là cái nồi súp mà Timmy đồ nấu cách đây 2 tháng mà không có ai ăn hết. Giờ nó nổi, nó móc lên, nó đầy dầu trong đây nè. Bây giờ ông phải ăn hết cái nồi này cho tôi. Đó, được rồi, hung thì hung. Ok, đi qua hung đi. Ok, giờ mình sẽ đi theo Kai để xem Kai hung con ngựa ngu thế nào nha. Chào Kai, chào Kai clip là thấy là được Kai thơ. Chào ngựa mặt ngu. Ngựa mặt ngu, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt làm chi vậy? Trời ơi, người ta hư, người ta mở mắt, người ta làm coi xe. Thì cho bất ngờ, cho bất ngờ mà. Trời ơi, mẹ ơi, đi nói nhiều quá em. Trời ơi, không có ngại. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ok, ok, rồi xong. Ok, vậy là Karen đã trao nụ hôn đầu đề cho ngựa mặt ngu. Chứ không phải là Timmy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho các người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nữa nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Và anh em muốn người nào trời, giờ vẫn còn bị dí theo. Còn con ngựa mặt ngu nó cầm dao dí theo luôn rồi, trời ghê vậy. Ok, giờ mình kết thúc video này, trời ơi, thôi đi nữa qua nó hung mình nữa mình chết. Ok, bye bye mọi người, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.